ngày qua, báo công thương đã có nhiều bài phản ánh về việc những bài giảng có phần huyễn hoặc phi thực tế của Thượng tọa Thích chân Quang đã được nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cho phép xuất bản thành đĩa CD và đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang. Số lượng in 1.000 bản. Xuất bản phẩm cũng được in luôn tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7 năm 2004 đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đăng ký thay đổi từ ngày 13 tháng 9 năm 2016, danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang gồm ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân. Trong đó, Thượng tọa Thích Trân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ. Ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ. Từ năm 2016 đến năm 2022, doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó chủ yếu thay đổi các thành viên góp vốn. Tuy nhiên, riêng Thượng tọa Thích Trân Quang vẫn luôn giữ vững tỷ lệ góp vốn là 2,4 tỷ đồng không thay đổi. Trên website công ty quang com giới thiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang là chủ sở hữu của website có tên miền công ty Pháp Quang.com và website tên miền công ty Pháp Quang.vn. Đồng thời, cũng là chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động Pháp Quang. Đối với website công ty Pháp Quang.vn, đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18 tháng 10 năm 2018. Ngày hết hạn là ngày 18 tháng 10 năm 2026. Tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là ông Vương Tấn Việt tức Thượng Tọa Thích Trân Quang. Tuy nhiên, thời điểm ngày 18 tháng 6 năm 2024, website này không thể truy cập được. Còn tại website công ty pháp quang.com, giới thiệu và bán rất nhiều loại sách như Kinh sách Phật giáo, Chuyện tranh đỉnh núi tuyết, Cuộc đời Đức Phật, hay tượng tranh Phật, tranh nhân quả, dụng cụ thờ cúng, máy nghe Pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng. Trong đó, có nhiều sách kinh Phật được giao bán với mức giá hơn 100.000 đồng và nhiều sách để tác giả là Thượng Tọa Thích chân Quang như Tứ Diệu Đế, Bản Tuyên Ngôn của Phật, Tập 1, Khổ Đế, giá 140.000 đồng, nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn, giá 85.000 đồng. Ngoài ra, website này còn giao bán rất nhiều tượng và tranh Phật có giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Đang chú ý, website công ty quang com cũng đăng tải và giao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng trà giảm cân làm đẹp bột dinh dưỡng giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng